chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin COVID ngày 25 tháng 8. Bản tin ngày hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ca nhiễm có hơn 300 F1, một huyện Thanh Hóa giãn cách xã hội. Hà Nội đình chỉ một cán bộ phụ mất tiền cho cò để tiêm vaccine COVID-19 thần tốc. Nhiều địa phương tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19. Quảng Ngãi phát hiện hai tài xế đường dài dương tính với SARS-CoV-2 đi nhiều nơi. Thành phố Hồ Chí Minh từ 0 giờ ngày 25 tháng 8 sẽ sử dụng giấy đi đường cho phòng cảnh sát giao thông cấp mới. Và sau đây là nội dung chi tiết. Ca nhiễm có hơn 300 F1, một huyện ở Thanh Hóa giãn cách xã hội. Sáng ngày 25 tháng 8, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi phát hiện ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng ở xã Tế Nông, CDC Thanh Hóa đã lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả 316 F1 liên quan âm tính với COVID-19 lần 1. Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống đã ban hành công điện khẩn cấp yêu cầu toàn huyện giãn cách xã hội từ 18 giờ ngày 24 tháng 8 theo chỉ thị 15 của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19. Riêng đối với các xã Tế Nông, Hoàng Giang và các thôn Thanh Liêm, Hoàng Sơn, Thọ Đông, Thăng Thọ thực hiện áp dụng biện pháp cao hơn là cách ly toàn khu vực theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, nơi có công ty may Hoàng Sơn và công ty may 68 hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống cũng yêu cầu ngành y tế phải thần tốc truy vết, tìm kiếm các trường hợp F2, hoàn thành và báo cáo kết quả trước 10 giờ ngày 25 tháng 8, truy vết tìm kiếm các trường hợp F3, hoàn thành trước 17 giờ ngày 25 tháng 8. Hà Nội đình chỉ một cán bộ vụ mất tiền cho cò để được tiêm vaccine COVID-19 thần tốc. Theo quyết định, bà NTC, công chức văn phòng thống kê, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, bị đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 24 tháng 8 để xem xét và kỷ luật. Trước đó, báo Đại Đoàn Kết có bài phản ánh mất tiền cho cò để được tiêm vaccine COVID-19 thần tốc ở Hà Nội. Nội dung bài báo phản ánh hiện tượng tiếp cận và chi tiền thông qua một đối tượng xấu để được tiêm vaccine tại điểm tiêm trên địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình. Ngay sau khi nắm được thông tin này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Công an thành phố khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm thực chất, hiệu quả được giãn cách xã hội lần thứ 3, tổ chức tiêm vaccine kịp thời, đúng đối tượng ngay khi được phân bổ. Nhiều địa phương tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trong vòng 14 ngày tiếp theo, kể từ 0 giờ ngày 25 tháng 8, thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, các huyện Diên Khánh, Cam Lâm thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15, các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 19 và huyện Trường Sa áp dụng nghiêm các biện pháp 5K. Ngày 24 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiên Nghĩa đã ký ban hành quyết định về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo chỉ thị số 16 đến ngày 5 tháng 9 để phòng và chống dịch COVID-19. Tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Tường đã ký ban hành công văn số 3508 về việc tiếp tục thực hiện và tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng và chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố từ 0 giờ ngày 25 tháng 8 đến 0 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2021. Tỉnh ủy Vĩnh Long đã họp trực tiếp với các địa phương để đánh giá việc thực hiện tăng cường các biện pháp cấp bách chống dịch COVID-19 ở giai đoạn giãn cách xã hội thứ 3 từ 0 giờ ngày 16 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, qua đó đề ra những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác phòng và chống dịch trong thời gian tới. Quảng Ngãi, hai tài xế lái xe đường dài dương tính với SARS-CoV-2 đi nhiều nơi. Sáng ngày 25 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phát hiện hai tài xế lái xe liên tỉnh bị dương tính với SARS-CoV-2. Đó là trường hợp VNK, 23 tuổi, ngụ xã Trà Bình, huyện Trà Bông và Lê DS, 26 tuổi, ngụ xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, đều là tài xế lái xe đường dài, ngủ nghỉ trên xe, lâu ngày không về nhà. Theo lịch trình di chuyển, lúc 20 giờ ngày 21 tháng 8, hai tài xế này đã điều khiển xe đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến Nha Trang, Khánh Hòa. Lúc 4 giờ ngày 22 tháng 8, qua test nhanh COVID-19 thì có kết quả âm tính. Sau đó, hai người này điều khiển xe đi ra Huế, rồi quay đầu xe đi từ Huế đến thành phố Hồ Chí Minh.
đến 14 giờ chiều ngày 24 tháng 8, khi xe đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi, cả hai cảm thấy trong người mệt nên cho xe dừng tại khu vực cây xăng Thanh Bình, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Sau đó, hai người này đón xe taxi đến nhà nghỉ Quý Đức, đường Trần Thủ Độ, tổ 7, phường Nghĩa Chánh để tắm giặt. Tiếp đó, hai tài xế đến tiệm gội đầu Hoài Thương, đối diện nhà nghỉ Quý Đức để gội đầu. Lúc này cảm thấy trong người khó chịu nên hai tài xế này gọi xe taxi vừa đi lúc trước đến để chở vào bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng để test nhanh Covid-19 thì có kết quả dương tính. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, đến 22 giờ cùng ngày thì cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sáng ngày 25 tháng 8, hơn 162.270 ca COVID-19 đã khỏi. Việt Nam có thể nhận hơn 16 triệu liều vaccine COVID-19 trong tháng 8 và tháng 9. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 369.267 ca mắc COVID-19, trong đó có 162.279 bệnh nhân đã khỏi. Đến nay, Việt Nam đã tiêm chủng hơn 17,6 triệu liều vaccine COVID-19 và dự kiến có thể nhận hơn 16 triệu liều vaccine trong tháng 8 và tháng 9. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 369.267 ca mắc COVID-19, đứng thứ 66 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Như vậy, bình quân cứ 1 triệu người thì có 3.756 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 365.152 ca, trong đó có 159.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 7 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Thành phố Hồ Chí Minh, từ 0 giờ 25 tháng 8 sẽ sử dụng giấy đi đường do Phòng Cảnh sát Giao thông cấp mới. Theo đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh, trước 0 giờ ngày 25 tháng 8, tất cả người được phép di chuyển trong 17 nhóm tại công văn 2800 và nhóm bổ sung tại công văn 2850 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải có giấy đi đường mẫu mới do phòng BC08 hoặc công an quận huyện, thành phố Thủ Đức, phường xã, thị trấn cấp. Các sở ngành thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đầu mối tổng hợp số lượng người tại các đơn vị, cơ quan trực thuộc rồi gửi cho công an thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy, cụ thể là phòng BC08 và công an quận huyện, thành phố Thủ Đức, phường xã, thị trấn. Các phòng có nhiệm vụ cung cấp giấy đi đường mẫu mới kèm chữ ký và đóng dấu cho các sở ngành rồi điền vào theo thông tin trong mẫu và thực hiện. Sở ngành sẽ căn cứ vào các nhóm được di chuyển tại công văn 2800, 2796, 2850, sau đó tổng hợp số lượng gửi danh sách đến phòng BC08. Sau 0 giờ 25 tháng 8, không sử dụng mẫu giấy đi đường tại công văn 2800 mà Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ cấp giấy mới cho các đối tượng được phép lưu thông. Lai Châu, 8 người bị xử phạt gần 40 triệu do trốn khai báo y tế, tiếp tay cho người vi phạm. Liên quan vụ việc ô tô nghi chở người trốn khai báo y tế gặp nạn ở Lai Châu vào sáng ngày 24 tháng 8. Sáng nay ngày 25 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt để giải quyết vụ việc. Sau khi các công dân có mặt trên xe thực hiện khai báo y tế và làm bản tường trình, nhận thấy đây là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật, quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định 117 và khoản 1 điều 20 Nghị định 167 của Chính phủ. Vì vậy, chính quyền địa phương đã ban hành quyết định xử phạt 8 người với tổng số tiền phạt gần 40 triệu đồng. Khoảng 5 giờ sáng ngày 24 tháng 8, xe ô tô 7 chỗ ngồi, có 8 người trên xe kể cả lái xe, biển kiểm soát 28A-12014 lưu thông theo hướng từ huyện Than Uyên đi huyện Tân Uyên, Lai Châu. Khi đến địa phận bản Bắc Ta, xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên thì bị mất lái lao xuống cống bên đường, làm hai người bị thương nhẹ. Khi tiếp cận hiện trường, khai thác thông tin, nhận thấy các công dân có biểu hiện trốn tránh khai báo y tế qua chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng đã bàn giao vụ việc cho lực lượng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2, xã Mường Kim, huyện Than Uyên để xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Tất cả các lái xe vào Hà Nội phải test nhanh COVID-19 tại bến xe nước ngầm và Yên Nghĩa. Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, trong quá trình duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa không bị đứt gãy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đề nghị Hà Nội bố trí 2 điểm test nhanh COVID-19 cho lái xe khi vào thành phố. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Hiệp hội Vận tải Hà Nội, các doanh nghiệp vận tải hàng hóa và các đơn vị liên quan bố trí 2 điểm test nhanh COVID-19 cho lái xe tại bến xe nước ngầm và bến xe Yên Nghĩa hoặc địa điểm phù hợp.
Quá trình triển khai, Cục Y tế Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức bố trí nhân lực sớm triển khai xét nghiệm cho lái xe của các doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Sở Y tế Hà Nội liên hệ phối hợp với Cục Y tế Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất phương án triển khai xét nghiệm cho lái xe. Đồng Nai, số ca COVID-19 mới giảm mạnh, tập trung hết mình cho công tác phòng chống dịch. Sáng ngày 25 tháng 8, theo thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Điều hành Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, trong 24 giờ qua, tỉnh ghi nhận thêm 438 ca mắc COVID-19 mới, giảm 55,5% số ca so với ngày hôm qua, trong đó bao gồm 13 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 200 ca trong khu cách ly và 225 ca trong khu phong tỏa, nâng tổng số ca mắc COVID-19 toàn tỉnh lên 19.778 ca. Hiện tại còn 449 trường hợp test nhanh dương tính đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp real-time RT-PCR. Thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, đến nay đã có 3 địa phương là Long Khánh, Nhân Trạch và Cẩm Mỹ đã hoàn thành đợt thứ 2 lấy mẫu xét nghiệm. 8 địa phương còn lại đang triển khai đợt thứ 2. Riêng trong ngày 24 tháng 8, qua lấy mẫu xét nghiệm test nhanh, toàn tỉnh phát hiện 308 trường hợp dương tính. Hải Phòng dừng test nhanh, chỉ chấp nhận người có kết quả PCR âm tính vào thành phố. Tối ngày 24 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng có văn bản hỏa tốc chỉ đạo về việc tăng cường công tác kiểm soát người từ vùng dịch vào thành phố này. Theo đó, từ ngày 26 tháng 8, chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ được yêu cầu chỉ cho phép những người có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR có giá trị trong vòng 72 giờ vào thành phố. Những người từ vùng dịch về sẽ phải đi cách ly tập trung, tự chi trả kinh phí. Với những người vào Hải Phòng công tác, ngoài giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR, cần có thêm giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và văn bản đồng ý của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các xe taxi truyền thống và công nghệ chỉ được chở khách trong phạm vi thành phố. Thưa quý vị và các bạn, bản tin COVID ngày 25 tháng 8 đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.